Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề, trình độ từ phía doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Các trường đại học đào tạo chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Chính vì vậy, Trung tâm Dạy nghề Bách Khoa được ra đời. Trung tâm Dạy nghề Công nghệ cao Bách Khoa xác định, cái gốc của sự phát triển chính là con người. Trong đó lao động, việc làm là yếu tố hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, Trung tâm luôn nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực khai thác, phân tích, xử lý tốt các thông tin thị trường lao động và trở thành điểm sáng trong công tác đào tạo nghề mới, định hướng công việc phù hợp cho học viên, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế của đất nước. Với chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề và có thế mạnh đào tạo các ngành chuyên sâu như sửa chữa điện tử, sửa chữa máy tính, sửa chữa điện thoại, các nghề học từ 5 đến 6 tháng, tốt nghiệp được cấp chứng chỉ, có giá trị trên toàn quốc. Học sinh có thể học liên thông để lấy bằng trung cấp hoặc bằng cao đẳng và có thể đi xuất khẩu lao động. Hiện nay như các bạn biết thì trong cơ chế hội nhập thì các cái doanh nghiệp nước ngoài đã sang mở các cái chi nhánh ở Việt Nam rất nhiều. Trong khi đó lượng sinh viên ra trường ở các trường đại học thì đang bị thất nghiệp với tỷ lệ tương đối cao. Mà các doanh nghiệp thì lại rất là khó tuyển dụng người lao động có tay nghề, có kỹ năng. Chính vì vậy mà Trung tâm Dạy nghề Công nghệ cao Bách Khoa đã đào tạo học viên có kiến thức đã đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Chúng tôi luôn luôn đổi mới giáo trình, luôn luôn có giáo trình mới để cập nhật với các cái thiết bị cũng như các cái máy móc mới nhất trên thị trường. Bên cạnh cái việc học tại trung tâm thì chúng tôi đã xây dựng hệ thống giáo trình video để cho các bạn vào học qua mạng, qua máy tính, qua điện thoại. Chính vì vậy các bạn đã rút ngắn được cái thời gian học tập và chỉ trong vòng khoảng 6 tháng thì ra trường thì chúng tôi đã cam kết các bạn thành nghề. Các bạn yếu thì chúng tôi cho phép các bạn học lại hoàn toàn miễn phí. Và khi các bạn ra trường thành nghề thì chúng tôi đã kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho các bạn và với mức lương tối thiểu từ 7 đến 8 triệu trở lên. Và sau khoảng 1 năm thì các bạn có thể đạt được mức lương trên 10 triệu. Xác định mục tiêu lâu dài là đào tạo ra những kỹ thuật viên giỏi, có tay nghề vững vàng, có tinh thần học hỏi và sự chuyên nghiệp trong công việc. Trung tâm Dạy nghề Bách Khoa luôn chú trọng hệ thống xây dựng bài giảng, khoa học cùng sự đầu tư cơ sở vật chất và chuyển giao kỹ thuật từ các hãng nổi tiếng, đảm bảo cho các học viên được thực hành xuyên suốt trong quá trình học tập tại trung tâm. Là trung tâm đi đầu trong xây dựng, cập nhật các giáo trình mới, ứng dụng công nghệ, thông tin vào trong giảng dạy. Trong quá trình học nghề, học viên được tặng thẻ học nghề trực tuyến để học ngoài giờ trên máy tính, trên điện thoại, nhằm rút ngắn quá trình học tập, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hiện trung tâm là đơn vị duy nhất có đầy đủ giáo trình tài liệu cung cấp cho học viên. Ngoài ra trung tâm còn xây dựng các khóa học video nhằm hỗ trợ tối đa cho học sinh trong quá trình học tập. Trung tâm có website đào tạo trực tuyến, hỗ trợ cho các bạn học viên ở xa không có điều kiện đến học trực tiếp vẫn có thể học nghề thông qua mạng Internet. Với đội ngũ giáo viên có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo nghề và phương pháp giảng dạy cầm tay chỉ việc giúp học viên tự tin nhanh chóng, vững tay nghề. Trung tâm đào tạo nhiều khóa học viên trở thành những lao động kỹ thuật cao làm việc tại các công ty, các nhãn hàng nổi tiếng như Samsung, Sony, LG, Toshiba. Trung tâm chỉ có 2 cơ sở duy nhất tại 78 Phố Vọng và 243 Giải Phóng. Học viên vui lòng đến đúng 2 địa chỉ nêu trên để được đào tạo chính quy. Trung tâm Dạy nghề Công nghệ cao Bách Khoa tự hào là đơn vị đào tạo nghề chất lượng cao, là điểm sáng cho công tác giáo dục theo phương pháp mới và là địa chỉ uy tín tạo niềm tin vững chắc cho các gia đình gửi gắm con em tới học. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trung tâm đã nhận được rất nhiều giải thưởng bằng khen do nhà nước, các bộ ngành tổ chức trao tặng. Năm 2014, trung tâm được Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam tặng giải thưởng Chu Văn An và bảng vàng vì sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam. Năm 2017, trung tâm đạt giải thưởng thương hiệu mạnh ASEAN. Năm 2018, giám đốc trung tâm Vũ Văn Vĩnh được vinh danh là doanh nhân vàng ASEAN